Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ ba ngày 27 tháng 12 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa dự và phát biểu tại hội nghị Hội nông dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập đến nay. Mức thưởng Tết cho người lao động tại các doanh nghiệp năm nay đạt khá. Công an tỉnh khám phá nhanh vụ làm giả giấy tờ quy mô lớn. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Năm 2022, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Các cấp hội nông dân đã phối hợp tổ chức hơn 300 buổi tư vấn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 25.000 lượt hội viên, cung ứng gần 1.600 tấn phân bón trả chậm, tín chấp với các ngân hàng trên 3.000 tỷ đồng cho hơn 30.000 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, tích cực xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân và nhận ủy thác từ Trung ương hội trên 90 tỷ đồng cho gần 1.900 hộ vay theo 140 dự án, đã giúp trên 1.000 hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ mới theo chuỗi giá trị, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử đã bước đầu tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số, nông nghiệp nông thôn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên biểu dương kết quả các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, năm 2022, tỉnh Hưng Yên đạt nhiều kết quả vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các cấp hội và hội viên nông dân trong tỉnh. Thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh, nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua. Trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, chọn khâu đột phá, chú trọng nhân rộng các mô hình điển hình, các nhân tố mới cách làm hay, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết đại hội hội nông dân cấp trên, sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Năm 2023, Hội nông dân tỉnh các đồng chí tập trung lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức thành công đại hội hội nông dân các cấp theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cán bộ hội viên của chúng ta phải đi đầu tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trước hết là những vấn đề về chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là trong vấn đề về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng hội, đội ngũ cán bộ hội các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác hội trong tình hình mới, đặc biệt là cần ưu tiên đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp hội để trở thành những nhân tố nòng cốt trong việc triển khai các phong trào hội, tuyên truyền vận động hội viên nông dân, rồi triển khai cung ứng các cái dịch vụ hỗ trợ cho hội viên nông dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình, các phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả, hỗ trợ người nông dân tham gia liên kết trong các chuỗi sản xuất, các chuỗi phân phối, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, rồi các chuẩn mực an toàn trong sản xuất, chuyển đổi số trong nông nghiệp, ví dụ như là thực hiện các cái chuẩn mực trong sản xuất theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp, hay là phát triển các cái sản phẩm OCOP để xây dựng thương hiệu cho nông sản, quảng bá giới thiệu, rồi xúc tiến thương mại. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội, thực hiện tốt các phong trào thi đua tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2022, được các cấp khen thưởng.
Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 18 ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong 10 năm thực hiện chỉ thị số 18, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông để tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân, công tác quản lý xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và năng lực vận tải đã được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp. Tỉnh đã quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải được nâng cao giữa các khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh, kết nối thuận tiện với hệ thống giao thông trong vùng và cả nước. Các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm thiết lập kỷ cương về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong 10 năm qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn 400.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 277 tỷ đồng. Toàn tỉnh xảy ra 1.733 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.278 người, bị thương 1.272 người. Các giải pháp đồng bộ quyết liệt đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, gia tăng, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng ghi nhận những kết quả tích cực của tỉnh Hưng Yên trong thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông thời gian qua, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông, quan tâm phát hiện xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh Trần Quốc Văn ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành địa phương trong thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên phải là những người đi đầu trong việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng về thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của cấp ủy, chính quyền các cấp và các đơn vị có liên quan, tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là ở cơ sở, xây dựng nhân rộng các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Năm 2023 và những năm tiếp theo, tỉnh Hưng Yên quyết tâm thực hiện tập trung một số các nhiệm vụ sau: đầu tư hạ tầng giao thông thì thiết bị trật tự về kỷ cương, quản lý lòng đường vỉa hè theo nguyên tắc vỉa hè dành cho người đi bộ, lòng đường dành cho phương tiện tham gia giao thông và nâng cao điều kiện an toàn và kết cấu hạ tầng giao thông, hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu, biển báo theo quy chuẩn mới và khắc phục kịp thời những điểm đen về tai nạn giao thông. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát khác và phối hợp với thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông, huy động lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý theo chuyên đề về vi phạm về tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, mũ bảo hiểm, vi phạm lòng lề đường, xe quá khổ quá tải, tổ chức mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát vào các dịp lễ Tết. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện các chức năng quản lý nhà nước của ngành, đề xuất các phương án phân bổ nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trước mắt và lâu dài, và nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch lái xe, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và tăng cường kiểm tra kiểm soát và công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, cương quyết đình chỉ các cơ sở đào tạo sát hạch vi phạm. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được các cấp khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Vừa qua, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đến nay. Kể từ khi thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã thực hiện nghiêm túc đồng bộ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban chỉ đạo đã họp 3 phiên và thường trực Ban chỉ đạo họp 5 cuộc, thường xuyên nghe 3 ngành làm án gồm Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án tỉnh báo cáo tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban chỉ đạo đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra kiểm tra một số vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế đất đai, xây dựng đầu tư, đồng thời chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Điển hình là vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề do công ty thực phẩm xuất nhập khẩu Hưng Yên làm chủ đầu tư. Ban chỉ đạo đã đưa 4 vụ án, 2 vụ việc phức tạp vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo. Trong đó, có 3 trên 4 vụ đã kết thúc điều tra, 1 trên 4 vụ án đã được đưa ra xét xử. Vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Ân Thi. Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã thúc đẩy công tác điều tra, truy tố xét xử, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm, tác động lan tỏa răn đe, cảnh tỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực thi pháp luật và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban chỉ đạo đánh giá phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ cấp bách, vừa lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với các bước đi vững chắc trên mọi nhiệm vụ và có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ tích cực chủ động hơn nữa trong việc tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt dựa vào nhân dân cho công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên lần thứ 2 năm 2022. Năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn hỗ trợ 32 chủ thể sản xuất lập hồ sơ đối với 55 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2022. Các sản phẩm được đánh giá xếp hạng lần này được đánh giá đa dạng, phát triển tốt và có khả năng cạnh tranh cao như nhãn Hương Chi, nhãn Cùi Tiên Châu, vải lai chín sớm, vải trứng Hưng Yên, cucumin, bột Hoàng Minh Châu. Các thành viên hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã đánh giá xếp hạng 15 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 40 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận các sản phẩm đạt hạng chương trình OCOP năm 2022. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 140 sản phẩm OCOP, trong đó có 116 sản phẩm nhóm sản phẩm đạt 3 sao, 24 sản phẩm đạt 4 sao. Thưa quý vị và các bạn, vài năm gần đây, bưởi cảnh trồng trên chậu đã trở thành loại cây được thị trường ưa chuộng vào dịp Tết. Nắm bắt nhu cầu này, cùng với việc tăng diện tích trồng thì các nhà vườn ở Văn Giang cũng đang tích cực tìm kiếm kỹ thuật thâm canh, nâng cao chất lượng, vừa cho ra quả tự nhiên, vừa ghép quả để tăng giá trị loại cây cảnh đặc biệt này. Cây bưởi cảnh này được anh Tập trồng chăm sóc từ vài năm nay. Điểm đặc biệt là cây có một thân thẳng, gốc to, có tuổi đời hàng chục năm, gần 50 quả trên cây đều là quả tự nhiên, bộ lá to, xanh mướt cùng với hoa quả non và những cành lộc vươn cao, tạo ra sự hài hòa chu phú và đủ đầy. Thêm vào đó là những đường nét trang trí cầu kỳ của xung quanh chậu, càng rước thêm vẻ đẹp của cây. Em chọn nghề cái cây bưởi cảnh này, xu hướng về ngày Tết ấy, thì nó mang lại ý nghĩa lộc tài phát cho gia chủ, cho nên là rất nhiều người ưa chuộng, người ta muốn chơi. Thứ hai, nó cũng mang lại cái hiệu quả kinh tế.
em cũng muốn giữ cái hình ảnh cây bưởi này để mang ý nghĩa là thứ nhất là giá trị để cho nhiều người biết đến. Với ba sào vườn, năm nay gia đình anh Tập trồng đưa lên chậu được gần 150 cây bưởi cảnh, cơ bản đều là những gốc bưởi nhiều năm tuổi được anh chăm sóc, gây trồng từ vài năm trước, vì thế cơ bản là quả tự nhiên, chất lượng quả mọng, vàng đẹp tự nhiên, đặc biệt là hương thơm ngào ngạt hơn, độ bền của quả, lá dài hơn. Với niềm đam mê sẵn có và những kinh nghiệm đã học hỏi, đúc rút được từ thực tế, nên vườn bưởi của gia đình anh luôn có dáng thế đẹp, bắt mắt người tiêu dùng. Nhờ vậy nên hiện đã có rất nhiều khách hàng đến đặt mua. Vào đây, ôi cảm thấy nó rất là mê hồn luôn. Quả nhiều, sáng mã và rất là đẹp. Giá thì thật sự là em cũng đã đi qua ba vườn ở ngoài đường kia, thì xong em mới rẽ vào đây thì em thấy là giá tại vườn này thì đang rẻ hơn. Dù phải còn gần một tháng nữa mới đến Tết, tuy nhiên đến thời điểm này khách hàng đặt mua 80% với giá bán trung bình từ 15 đến 20 triệu đồng một cây, cao hơn bưởi 100%, ghép quả khoảng 15%, gia đình anh ước thu trên 2 tỷ đồng, chi phí hết khoảng 60%. Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hiện đã có trên 200 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo về tình hình lao động tiền lương thưởng Tết dương lịch và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2023 cho người lao động. Dự kiến bình quân trên 6,63 triệu đồng một người, cao hơn năm 2021 hơn 400.000 đồng. Trong đó, khối doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết bình quân đạt 12 triệu đồng một người, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3,5 triệu đồng một người, công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước 5 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 6 triệu đồng một người. Cá biệt có một số doanh nghiệp dự kiến sẽ thưởng Tết dương lịch Tết Nguyên đán cho người lao động với mức cao như công ty cổ phần tập đoàn Merap, huyện Văn Tăng, chuyên sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, dự kiến thưởng mức 500 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hanet Brand Việt Nam ở huyện Khoái Châu, 227 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh Đô miền Bắc ở thị xã Mỹ Hào là trên 181 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Musashi Auto Pass Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long 2, 125 triệu đồng. Với những giáo viên và học sinh của trường tiểu học Đại Hưng, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, hình ảnh cậu học trò Đào Đăng Khoa, lớp 5A, cõng bạn học Hoàng Quang Minh bị khuyết tật đi lại và vui chơi trong sân trường đã không còn xa lạ. Câu chuyện của hai người bạn đã khiến cho nhiều người xúc động và cảm mến. Minh không may mắn như mọi người, em sinh ra khỏe mạnh nhưng khi lớn lên, đôi chân em yếu dần, teo lại, không thể đi lại bình thường. Vì thế Minh gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và khi đến trường học. Hàng ngày bố hoặc ông của Minh đưa đón đến trường nhưng không thể túc trực tại trường giúp đỡ em khi cần thiết. Khi đó, em Đào Đăng Khoa là bạn học cùng lớp, tình nguyện hỗ trợ và cõng bạn ra sân trường vui chơi và thực hiện những hoạt động cá nhân ở trường. Với sự quan tâm của Khoa, Hoàng Quang Minh dù thiếu may mắn nhưng luôn nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Em cố gắng học tập tốt, được thầy cô giáo khen ngợi. Đôi bạn Khoa Minh đều là những học sinh chăm ngoan, học tốt. Với em Hoàng Quang Minh, tình yêu thương của gia đình, bạn bè, thầy cô chính là điểm tựa để giúp em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Mỹ vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Thu Hiền, sinh năm 1985, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, và Trần Ngọc Yên, sinh năm 1996, trú tại xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, liên quan đến đường dây làm giấy tờ giả, quy mô lớn. Khám xét chỗ ở hiện tại của Hiền, cơ quan công an thu giữ hơn 10.000 tờ giấy khám sức khỏe, giấy ra viện có hình dấu chữ ký để tên của một số bệnh viện lớn ở Hà Nội. Trên các tờ để chống ảnh thông tin của người đề nghị khám sức khỏe, người bệnh và đã ghi nội dung khám có chữ ký đứng tên bác sĩ khám kết luận. 16 con dấu quốc huy có nội dung tên của các bệnh viện, 115 tên dấu chức danh các loại. Liên quan đến đường dây này, trước đó cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Mỹ phát hiện bắt giữ các đối tượng gồm Mai Văn Kỳ sinh năm 1987, Đỗ Thị Ngọc Ngà sinh năm 1991 đều thường trú tại thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên về hành vi sử dụng giấy tờ giả. Trong năm 2022, các sở ngành đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã kiểm tra xử lý 1.329 vụ vi phạm
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 59 tỷ đồng, tăng trên 83% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xử lý vi phạm hành chính 1.297 vụ, khởi tố điều tra xử lý hình sự 32 vụ với 52 bị can, chủ yếu là kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tình trạng buôn bán, tiêu thụ vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và các gian lận về giá vẫn còn xảy ra. Hàng vi phạm tập trung vào các nhóm mặt hàng có giá trị cao như pháo nổ, thuốc lá ngoại, giày dép thực phẩm, đồ điện tử, đồ gia dụng. Càng giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua bán tiêu thụ hàng hóa tăng mạnh. Ban chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng thành viên ban chỉ đạo tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nhóm nhiệm vụ được giao. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.